Ngày thứ 45 chiến sự Ukraine, Zelensky sẵn sàng vừa đánh vừa đàm. Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán tiếp với Nga bởi đây là cách thoát xung đột duy nhất, nhưng vẫn chuẩn bị cho chiến sự leo thang ở miền đông. Ukraine hôm nay không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi vào bàn đàm phán. Không ai khác ở Nga có thể kết thúc xung đột, chỉ có Tổng thống Vladimir Putin mới có thể quyết định khi nào chiến sự chấm dứt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức. Trong cuộc họp báo sau đó với Thủ tướng Karl Nehammer, ông Zelensky tái khẳng định Kiev vẫn sẵn sàng đàm phán và sẽ tìm mọi cách để kết thúc chiến sự. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine phải đồng thời chuẩn bị cho những trận đánh lớn mang tính quyết định ở miền đông đất nước. Chúng tôi sẵn sàng vừa chiến đấu, vừa tìm cách kết thúc chiến sự bằng ngoại giao, Tổng thống Ukraine nói. Ông cảnh báo quân đội Nga đang tăng cường tập trung lực lượng, vũ khí cùng thiết bị ở các mặt trận phía đông và phía nam Ukraine, sẵn sàng mở rộng lãnh thổ kiểm soát ở những khu vực này. Theo Zelensky, kết quả đợt tấn công tiếp theo của Nga sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó có sức mạnh phòng thủ của quân đội Ukraine, tốc độ viện trợ vũ khí của các đối tác và quyết tâm của giới lãnh đạo Nga. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay cũng có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev và hội đàm với ông Zelensky, nơi ông tuyên bố Anh đang chuẩn bị một đợt hỗ trợ tài chính và quân sự mới cho Ukraine. London không thông báo trước chuyến thăm của Thủ tướng Johnson. Trong cuộc họp báo một ngày trước đó, ông Johnson liên tục tránh các câu hỏi về khả năng đến gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky ở Kiev. Trong tuần qua, Anh cũng cam kết sẽ viện trợ thêm cho quân đội Ukraine thiết bị quân sự cao cấp với tổng giá trị khoảng 130 triệu USD. Trong đó có tên lửa phòng không Stratix, 800 vũ khí chống tăng cùng vũ khí chính xác cao. Hàng loạt lãnh đạo châu Âu tuần này đã đến thăm Kiev, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo bộ phận đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell. Các chuyến thăm diễn ra sau khi Ukraine công bố nhiều hình ảnh, cáo buộc lực lượng Nga đã nhắm vào dân thường ở Bucha. Moscow bác bỏ mọi cáo buộc quân đội cố ý nhắm vào dân thường, đồng thời tố ngược lại lực lượng Ukraine dàn dựng hiện trường. Serhiy Gaidai, tỉnh trưởng Lugansk, tiếp tục yêu cầu dân thường lập tức sơ tán khỏi thành phố cùng tên trước nguy cơ chiến sự leo thang trong những ngày tới. Giới chức Ukraine thời gian qua liên tục cảnh báo Nga rút lực lượng khỏi phía bắc nước này nhằm tái bố trí cho mặt trận phía đông, chuẩn bị mở đợt tiến công mới nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Khoảng 30% cư dân tại các thành phố và thị trấn tỉnh Lugansk vẫn bám trụ, bất chấp những lời kêu gọi vận động sơ tán, theo tỉnh trưởng Gaidai. Chúng tôi ghi nhận quân nhân Nga đang tập trung lực lượng chuẩn bị cho một đợt tiến công và số vụ pháo kích cũng gia tăng, ông trả lời truyền hình quốc gia. Lugansk đẩy mạnh vận động sơ tán dân thường một ngày khi nhà ga Kramatorsk ở thành phố cùng tên thuộc tỉnh Donetsk bị trúng tên lửa, khiến ít nhất 52 dân thường đã không qua khỏi. Thị trưởng Oleksandr Horachenko ước tính thành phố còn khoảng 50.000 đến 60.000 người chưa sơ tán. Ukraine cáo buộc Nga chuẩn bị đầu đạn gây sát thương cao cho tên lửa trong vụ tập kích nhà ga, trong khi Mỹ nhận định tên lửa đạn đạo tầm gần được khai hỏa bởi lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận quân đội nước này tập kích ở nhà ga Kramatorsk và cáo buộc đó là hành động khiêu khích do quân đội Ukraine thực hiện. Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga trong những ngày tới sẽ tập trung tấn công vào các mục tiêu gồm Donbass, Mariupol, Mykolaiv với sự hỗ trợ bằng tên lửa hành trình được tàu chiến Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine. Cơ quan này dự báo không quân Nga sẽ tăng cường hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine để hỗ trợ đợt tiến công, dù chưa thiết lập thành công hành lang trên bộ nối giữa bán đảo Crimea và vùng Donbass. Tướng Igor Korachenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tập kích vào căn cứ không quân Mihorod thuộc tỉnh Poltava ở miền trung Ukraine, phá hủy kho đạn lớn, một tiêm kích MiG-29 và một trực thăng Mi-8 tại đường băng. Tỉnh trưởng Dmytro Lunin xác nhận vụ tập kích ở Mihorod làm ít nhất 2 người bị thương và gây thiệt hại đáng kể nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Quân đội Nga đêm qua cũng khai hỏa tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao tấn công một kho đạn lớn của Ukraine gần thành phố Novomoskovka ở tỉnh Dnipro, cũng ở miền trung Ukraine. Tướng Konashenkov thông báo Nga đã tập kích thêm 85 mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong đó 2 sở chỉ huy, 3 hệ thống phóng rocket, 4 pháo tự hành, 1 kho đạn và 2 kho hậu cần. Ông đã nói Nga phá hủy 650 máy bay các loại của quân đội Ukraine, gồm chiến đấu cơ và trực thăng, cùng hơn 2.000 xe tăng và xe thiết giáp tính từ ngày 24 tháng 2 khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Cao ủy của Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hơn 4,41 triệu người đã rời khỏi Ukraine sau khi chiến sự bùng phát. Nhiều người di tản từ Ukraine quá cảnh ở các quốc gia láng giềng, sau đó tới những nước châu Âu khác. Chiến sự ngày thứ 45, Thủ tướng Anh thăm Ukraine, Nga cảnh báo nguy cơ xung đột. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ đến thủ đô Kiev vào ngày 9 tháng 4,
tuyên bố Anh sẽ cung cấp xe bọc thép và tên lửa diệt hạm cho Ukraine, trong khi Nga nói đã tiêu diệt nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine. Ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ đến thủ đô Kiev và đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Johnson nói với Tổng thống Zelensky rằng Anh sẽ cung cấp cho Ukraine 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa diệt hạm mới, theo Reuters. Trong cuộc họp báo sau đó, ở Kiev, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh rằng những nước ủng hộ Ukraine theo chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục thắt chặt các lệnh cấm vận, kinh tế nhằm vào Moscow. Trước đó, một phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh cho biết chuyến thăm của ông Johnson nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine. Hôm 8 tháng 4, Anh đã thông báo gói viện trợ quân sự trị giá 100 triệu bảng cho Ukraine. Theo văn phòng Thủ tướng Anh, Anh cũng sẽ bảo lãnh thêm một khoản vay 500 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới dành cho Ukraine. Nga tuyên bố tiêu diệt 85 mục tiêu quân sự. Ông Oleg Sinihebok, chỉ huy lực lượng quân sự tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine ngày 9 tháng 4 viết trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích ở thành phố Kharkiv, theo Reuters. Ông Sinihebok khẳng định cơ sở hạ tầng một số huyện trong tỉnh đã bị ảnh hưởng. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Cũng trong ngày 9 tháng 4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố lực lượng nước này đã tiêu diệt thêm 85 mục tiêu quân sự ở Ukraine, bao gồm kho hậu cần. Trong đó, một kho đạn ở thành phố Novorossiysk ở vùng Dnepropetrovsk đã bị phá hủy bằng tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao. Theo ông Konashenkov, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 4 máy bay không người lái của Ukraine gần các khu định cư Belogorodka, Krasnogorodka và Krutaya Banka. Trong khi đó, CNN ngày 9 tháng 4 dẫn lời một quan chức châu Âu cho rằng 1/4 lực lượng Nga đã sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine hoạt động không hiệu quả. Nga đã sắp xếp 120 nhóm chiến thuật ở cấp tiểu đoàn BTG trước khi phát động chiến dịch, nhưng sau 6 tuần có tới 29 BTG không thể tiếp tục chiến đấu, theo vị quan chức. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với nhận định này của vị quan chức châu Âu. Tái bố trí lực lượng. Các chiến dịch của Nga tiếp tục tập trung vào vùng Donbass, Mariupol và Mykolaiv với hoạt động không quân được dự kiến sẽ gia tăng ở vùng đông và nam Ukraine, theo thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh. Đài CNN dẫn lời hai quan chức châu Âu cho biết quân Nga đang tìm cách đạt được thắng lợi nào đó vào ngày 9 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm ngày Liên Xô chiến thắng phát xít Đức vào năm 1945. Vì thế, trong vòng một tháng nữa, Nga đang sắp xếp lại lực lượng và chuyển hướng sang biển đông nam Ukraine nhằm đạt được thắng lợi tại đây. Ukraine không muốn có thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài RBK Ukraine ngày 8 tháng 4, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Nga là vô nghĩa và sẽ chỉ dẫn tới leo thang căng thẳng trong chiến sự hiện nay giữa hai nước. Chúng tôi không đồng ý Minsk 3 hay là Budapest 2, tất cả đều vô nghĩa. Ở góc độ lịch sử, dù một thỏa thuận tạm thời, tất cả các thỏa thuận Minsk đã dẫn tới những thảm kịch lớn hơn. Không có thỏa thuận nào trong số này sẽ có tác dụng mà không có những cơ chế ngăn chặn chiến tranh thật sự, ông Podolyak nhấn mạnh. Nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói mới đây cảnh báo rằng việc các nước phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine có thể là đẩy Mỹ và Nga vào con đường đụng độ quân sự trực tiếp. Các nước phương Tây đang trực tiếp dính vào những sự kiện hiện nay khi họ tiếp tục bơm đạn dược cho Ukraine, dẫn tới kích động thêm. Đại sứ Antonov nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Newsweek được đăng tải vào ngày 8 tháng 4. Chúng tôi cảnh báo rằng những hành động như thế là nguy hiểm và mang tính khiêu khích, có thể đẩy Mỹ và Liên bang Nga vào con đường của đối đầu quân sự trực tiếp. Bất kỳ việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự từ phương Tây được tiến hành bởi các đoàn xe vận tải khắp lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với các lực lượng vũ trang của chúng tôi, ông Antonov nhấn mạnh. Nga tập trận ở vùng Kaliningrad. Quân đội Nga ngày 9 tháng 4 đã tiến hành cuộc tập trận ở vùng Kaliningrad chỉ vài ngày sau khi một quan chức cấp cao nước này cảnh báo các nước châu Âu về bất cứ hành động tiềm tàng chống lại Kaliningrad. Hãng tin Interfax dẫn thông báo từ Bộ Chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga cho hay có tới 1.000 quân nhân và hơn 600 thiết bị quân sự tham gia cuộc tập trận ở Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Lithuania, theo Reuters. Interfax còn đưa tin 20 chiến đấu cơ Su-27 và Su-24 đã tiến hành cuộc huấn luyện tác chiến trong đêm đã được lên kế hoạch, mô phỏng các cuộc tấn công nhằm mục tiêu trên bộ và trên không, chốt chỉ huy và thiết bị quân sự ở Kaliningrad. Giá lương thực tăng vọt. Dầu ăn, ngũ cốc và thịt tăng lên ở mức cao nhất từ trước đến nay, còn giá nông sản cao hơn 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chỉ số thực phẩm hàng tháng của Tổ chức Lương nông FAO,
FAO cảnh báo rằng những vấn đề trên nhiều khả năng sẽ kéo dài trong một thời gian tới, đẩy giá thực phẩm tăng cao hơn nữa, làm giảm các nguồn dự trữ và gây bất ổn cho thị trường lúa mì trong tương lai. Thưa quý vị, không chỉ Anh có ý định tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine, mà mới đây Thủ tướng Slovakia cũng thông báo rằng nước này đã chuyển tổ hợp tên lửa S-300 duy nhất của nước này cho Ukraine. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger đăng trên Twitter ngày 8 tháng 4 xác nhận Slovakia đã cung cấp một tổ hợp phòng không S-300 cho Ukraine. Ông cho rằng Ukraine đang bảo vệ đất nước có chủ quyền của mình và Slovakia cũng vậy. Thủ tướng Heger cho biết năng lực phòng thủ của Slovakia hiện đã được đảm bảo, đồng thời khẳng định trao tặng tổ hợp S-300 không có nghĩa là Slovakia trở thành một phần trong xung đột vũ trang tại Ukraine. Bên cạnh đó, ông Heger đưa ra tuyên bố trên sau khi NATO triển khai tổ hợp phòng không Patriot tới Slovakia để bổ sung năng lực phòng thủ cho quốc gia Đông Âu trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phía Nga và Ukraine hiện chưa bình luận thông tin trên. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18 tháng 3 nói không nước nào được chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine do thỏa thuận và hợp đồng mua bán S-300 giữa các bên đều có quy định không chuyển giao loại vũ khí này cho bên thứ ba. Ông Lavrov cũng cảnh báo mọi chuyến hàng vũ khí vào lãnh thổ Ukraine bị coi là mục tiêu chính đáng của Nga. Trong lúc chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn còn căng thẳng, thì mới đây một tin vui đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu mang đến cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev ngày hôm 8 tháng 4 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết rằng bà có kế hoạch trình đơn xin gia nhập EU của Ukraine lên Hội đồng châu Âu vào mùa hè này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và phái đoàn của Liên minh châu Âu EU hôm 8 tháng 4 đã tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine và gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao EU đến Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ ngày 24 tháng 2. Tại cuộc họp báo chung, bà Leyen đã trao cho nhà lãnh đạo Ukraine một danh sách các câu hỏi mà Ukraine cần phải trả lời và cho rằng đó là con đường tiến gần đến EU của Ukraine. Và Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trả lời những câu hỏi này. We are with you as you dream of Europe. Volodymyr, my message today is very clear. Chúng tôi luôn ở bên Ukraine, như Ukraine luôn mơ về châu Âu. Ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine thân mến, lời nhắn của tôi với ông ngày hôm nay rất rõ ràng. Ukraine thuộc châu Âu, chúng tôi đã nghe thấy yêu cầu của Ukraine. Và hôm nay, chúng tôi ở đây để cung cấp cho Ukraine một câu trả lời tích cực đầu tiên. Trong phong bì này, ông Volodymyr thân mến, có một bước quan trọng để trở thành thành viên EU. Bằng câu hỏi, ở đây là cơ sở cho cuộc thảo luận của chúng ta trong những tuần tới. Đó là nơi con đường của Ukraine hướng tới EU được bắt đầu. Và tôi sẽ giao bảng câu hỏi này cho Tổng thống Zelensky trong giây lát. Tất nhiên, Ukraine phải trả lời một bảng hỏi. Câu trả lời của các bạn sẽ hình thành ý kiến của EU về việc có chấp nhận hay không. Chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ Ukraine điền vào bảng câu hỏi này. Tôi nghĩ chỉ cần vài tuần để hoàn thành tiến trình này nếu chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau. Và đây là món quà tôi muốn tặng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thân mến. Đáp lại lời của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi trong bảng hỏi mà EU dành cho Ukraine với thời gian chỉ trong vòng một tuần. Được biết, Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO và EU, song chưa được chấp thuận do giới chức châu Âu cho rằng Kiev chưa đáp ứng đủ các yêu cầu đặt ra. Nhu cầu của Ukraine gia nhập khối càng trở nên cấp thiết hơn sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này từ cuối tháng 2. Hồi tháng trước, ông Zelensky đã chính thức đệ đơn của Ukraine xin gia nhập EU, đồng thời đề nghị EU ngay lập tức trao tư cách thành viên của khối cho nước này theo một quy trình đặc biệt. Tuy nhiên, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell, khi đó nói rằng quá trình này có thể mất vài năm.